cả nhà, hôm nay trở lại với kênh Kim Tính Vlog nha. Hôm nay mình sẽ quay một cái clip cho mọi người xem. Mình có đi xuống ao nè, mình bắt được một mớ chim chép. Còn đây là 6 con ngọc trai. Đó, cả nhà thấy ngọc trai bự không? Rất là to. Một cái con ngọc trai này khoảng 1 ký mấy cả nhà. Còn chim chép ở đây nè, một thao chim chép, cái này khoảng cũng gần 2 kg á. Và mình có nướng thêm, đây là con cá Sapa. Sapa mình sẽ quấn giấy kiến để mình nướng nha. Với bạc nướng nó, hai con cá Sapa rất là to. Đây là gia vị của mình, là gồm có ớt nè, có tỏi nè, có củ hành nè. Vậy đây là hành để mình phi ha. Mình sẽ ướp. Và có cả đậu phộng luôn. Có sả nữa nè. Và không quên là có sa tế nha cả nhà. Sa tế thì ở nhà mình làm cả hũ sa tế. Để đây về mình ướp, mình nướng hay là mình làm những cái món khác á, cho nó tiện, chứ mình không mua ở ngoài. Làm ở nhà thì nó ngon hơn. Rồi bắt đầu mình chế biến nha cả nhà. Chế biến thôi. Cả nhà ơi, trong khi chờ đợi thì mình sẽ bắt nước lên để mình để con ngọc trai vô, đặng mình tách mặt nha. Tách mặt xong mình mới nướng được. Ngọc trai thì mình để vô nồi mình nấu nước sôi lặn cho nó, mình cài miệng cho nó dễ. Rồi xong mình mới ướp. Giờ thì ngọc trai á mình đã cắt ra rồi, bây giờ mình luộc chim chép nha cả nhà. Rồi giờ ngọc trai mình đã luộc xong, bây giờ mình đem ra mình chế biến nha. Ồ, to vậy đó hả? Con ngọc trai thì mình nó hả miệng ra nó mới lớn nè cả nhà, nó to quá trời to luôn. Hồi đó giờ lần đầu tiên mình mới thấy con ngọc trai nó to đến thế, mà mình cũng chưa ăn bao giờ cả. Đó là tôm, để cho nó ngon không? Ngon lét ăn cho ăn. Mình luộc cái nước nó tràn vô nhiều. Nước của nó. Nước của nó hả? Muối, chanh, giấm, rửa lại. Bây giờ thì mình tách nó ra rồi, bây giờ mình đem mình rửa chanh với muối lại nha cả nhà. Một tô luôn ta. Mình để sơ đôi muối vô nè. Chanh để tủ lạnh cái nó khô lại, nó màu vàng. Ủa, mình phải làm như vậy mới được anh. Tanh, nhớ tẩy đó. Mình tẩy gì nó hết cái tanh hả? Nhớ. Giờ thì con ngọc trai này á, mình đã rửa sạch hết nha cả nhà. Mình sắc ra anh. Sắc miếng dừa ăn. Cái trong nó đục đục ha. Đấy, anh có lấy cái gì ra không? Phải là mình sẽ sắc hết luôn vậy.
lên mình để trả lại. Trả lại xong lát mình mới nướng với mơ hành. Về dĩ than nó đã đỏ rồi, bây giờ mình để ngọc trai lên. Anh không để xích qua, anh xích qua thì để mình đủ ba con. Chép mới bắt lên nó rất là nó mập nha cả nhà, một con của nó là đầy luôn á. Cả nhà thấy hấp dẫn chưa, một mâm luôn. Giờ mình ướp phô mai nha cả nhà. Cái này có phô mai vàng nữa hay là cái này là màu vàng hả? Như có màu vàng đúng không? Ba cục đủ không? Mình sẽ đánh tan ra, mình cứ ướp cái gì không anh? Không. Nhiều quá, phô mai có nhiêu đất ớt á. Hột gà này á, mình chỉ lấy chồng đỏ thôi chứ mình không có lấy chồng trắng. Chồng trắng mình bỏ. Mấy hột anh? Hai hột luôn đi. Vì em tưởng nó có phô mai vàng chứ, tại em thấy người ta ướp màu vàng á. Hèn gì để đánh chung với hột gà. Tí xíu cà no nha cả nhà. Mình sẽ ướp đường nhu hành. Giờ mình sẽ để một tí bột ngọt vô. Thêm một tí muối vô nữa nha. Và trong khi chờ đợi mà dầu sôi thì
đậu phộng mình cũng đã đâm rồi nè. Củ hành phi thì mình cũng đã phi rồi luôn, chỉ chờ cháy củ hành nên hành lá lên là đủ rồi. Dầu sôi rồi mình cứ chế cho hành nha. Ôi thơm quá. Chén phô mai này thì mình sẽ vít một tí hành nè, lá, một tí đậu phộng, củ hành thơm, củ hành phi nữa. Mình sẽ đánh đều lên. Ít không anh, chứ cái này nó nhiều lắm. Giờ mình nướng thôi nha cả nhà. Sắp cái nó dày dày á, nó thưa quá, lát nó có đủ. Phô mai này mình chỉ ướp 3 con hộp chai này thôi. Mới đi lên nữa sôi ha, nóng không? Nóng quá, nóng quá. Cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Dạ. Có để nó không làm cho thêm nữa. Con này chắc nó chín hết rồi, để em dời nó ra đó. Dời nó ra đi đỡ đi, để mấy con này vô trong. Cái này chắc chín rồi, lắp ra được phải không? Chết rồi. Tất cả bỏ chung vô đâm đâm nhuyễn luôn rồi. Đâm.
mình sẽ ướp vô cái bột ngọt. Xíu đường luôn nha. Xíu cà no. Và sa tế luôn nha cả nhà. Thì mình cứ xéo như vậy để mình ướp nó mau thấm nha cả nhà. Sa ba thì mình ướp với bạc mình nướng nó ngon hơn cá ngừ. Nó sâu quá không tính nó bị. Giờ thì mình quấn với bạc mình để con cá này mình ướp nướng. Ở dưới thì ở bên trong giấy bạc thì mình sẽ lót một lớp sả, một lớp rau găm để mình. Sau khi mình nướng thì sả với rau găm nó sẽ bốc mùi thơm lên, nó sẽ ướp cho con cá nó rất là nó thơm. Mình đã thành phẩm một con nha. Giờ thì mình cho hai bé ăn nghe. Đây là bé Bảo Ngọc nè. Bảo Ngọc xinh xinh nè, thấy chưa? Thấy Bảo Ngọc xinh chưa? Đó. Bảo Ngọc chào cả nhà đi Bảo Ngọc. Chào cả nhà. Đó, Bảo Ngọc chào cả nhà. Bích Tiền. Chào cả nhà. Bảo Ngọc với Bích Tiền đang làm gì vậy? Ăn gì vậy? Ăn gì mà ngon quá vậy nè? Có tiền ăn gì với tiền? Ngon không? Ngon. Cha làm ngon không? Ngon. Muốn thể bà bảy luôn. Thể bà bảy luôn hả? Ừ.
gì tính đút cho Bảo Ngọc ăn nha. Đút cho nó thật á. Đây lựa cái con ngon nhất đút cho Bảo Ngọc luôn nè. Ngon quá đi. Này đút cho Bảo Ngọc nha. Đây con. Rồi. Nhai luôn, nhai hết luôn. Ừ. Nhai thử ngon không? Nhai đi rồi rồi mới cho câu trả lời chứ. Cái gì á? Nhai được không? Có ăn. Mốt cắt khúc đó dùng con nha. Tiền ùm cái cho ngon vậy. Ừ. Cho hết sảy bà bảy rồi. Còn muốn sạch luôn. Cả nhà ơi, cái hành trình mình nướng giờ cũng đã xong rồi nè. Cá bây giờ cũng đã xong, bây giờ mình lên mình ăn nha. Thơm quá. Ôi thơm quá. Nó nằm cái con cá này là cái lớp trên nó không có. Rồi mình mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Phô mai này nè. Nó nguội rồi. Mời cả nhà ăn với gia đình mình nha. Ủa không có đũa hả? Ăn mà không có đũa nữa. Cái này mình để hồi nãy giờ nướng cũng đã lâu rồi cho nên giờ nó hơi bị khô rồi. Ngon lắm nha cả nhà. Này nướng lâu quá, để lâu quá nó bị phân khô. Cái lúc mình mới nướng mình ăn rất ngon, khô nhưng mà ăn rất ngon. Cả nhà thấy không, mình trộn gia vị vô mình ướp xong mình đem nướng một con như vậy. Ở ngoài thị trường chắc người ta bán 50.000 đó. Mà cái này là ở nhà của mình đó, mình chỉ bắt lên
mình chế biến thôi chứ không có tốn tiền gì chứ. Ở dưới ao nhà mình có. Cả nhà ơi, hôm nay mình làm cái clip là đồ nướng. Thì hôm nay đồ nướng thì ăn rất là ngon, mình nướng gì ăn rất là ngon, mình chia sẻ đến mọi người. Nếu cả nhà thấy video mình hay thì cho mình xin một like và chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình, có động lực để làm nhiều cái video tiếp theo nhé. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà.